Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bàn về hai người nghệ sĩ rất là nổi tiếng liên quan đến vụ việc của Sơn Nguyễn Phương Hằng mà mình cũng khá là bức xúc. Bởi vì mấy ngày gần đây cả nhà cũng biết á, là anh chàng Mr. Đàm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á, là có cái chuyến lưu diễn ở Mỹ. Rồi cộng đồng hải ngoại ở Mỹ á, thì người ta lại không đồng tình, người ta không muốn Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ngoài đó, cho nên người ta biểu tình và người ta phản đối. À, nói chung là cũng khá là rầm rộ đó. À, nhưng mà họ không có đồng tình hay là họ tẩy chay gì đó Đàm Vĩnh Hưng thì vì cái mục tiêu gì thì mình cũng không quan tâm lắm, bởi vì cái chuyện ở bên nước ngoài mà có ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống mình đâu mà mình bàn làm gì cho nó mệt. À, nhưng mà qua đó thì lại có một số luồng ý kiến cho rằng là chính vì bà Hằng réo tên, bà Hằng chửi bới Đàm Vĩnh Hưng cho nên là ảnh hưởng đến cái quá trình làm việc của Đàm Vĩnh Hưng cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống này kia kia nọ đó. Thật sự cái này đâu có dính dáng gì đâu mà tại sao lại có nhiều người lại gán ghép nó kỳ lạ hết cả nhà. Ai cũng biết là lúc mà Sơn Nguyễn Phương Hằng còn livestream, còn nói về Mr. Đàm, nói về Hoài Linh đó, là chẳng qua nó có những cái mối liên hệ nào đó, cho nên bà Hằng cũng bức xúc. Rồi thậm chí là sau khi mà Mr. Đàm có dính dáng gì đó với lại cái câu chuyện từ thiện của bà Hằng, rồi cho nên bà Hằng réo tên là trong nội bộ của Việt Nam và trong cá nhân giữa Đàm Vĩnh Hưng với bà Hằng thôi. Còn cái chuyện mà anh này đi lưu diễn ở đâu là cái chuyện của ảnh chứ đâu có dính dáng gì đâu. Vậy mà một số người lại cứ 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 lôi kéo bà Hằng vô, nói là chính vì bà Hằng không đồng tình cho nên là fan của bà Hằng ở hải ngoại biểu tình này cái nọ. Trong khi á, cái việc biểu tình ở nước ngoài là vì mục tiêu gì, đúng không? Nếu mà có theo dõi cũng phải biết chứ, tại sao lại cứ gán ghép, cứ cái gì cũng phải lôi bà Hằng vô, mình cũng bó tay thiệt á, đúng không? Trong khi cái câu chuyện của Mr. Đàm với lại Sơn Nguyễn Phương Hằng trước đây đó thì nói chung là ai mà theo dõi thì đều thấy đều biết hết rồi. Hơn thế nữa là hiện tại thì cơ quan chức năng người ta cũng đang làm rõ cái đơn tố giác tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng đối với Sơn Nguyễn Phương Hằng, và anh này cũng đã được xác nhận là một bị hại trong cái vụ án mà người ta đang xem xét, người ta đang điều tra, cũng đã có kết luận điều tra rồi. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta lại tự nghĩ ra hay là tự suy nghĩ ra một cái kết là Mr. Đàm bị ảnh hưởng bởi bà Nguyễn Phương Hằng cho nên khó làm ăn hơn, đâu có kỳ vậy, đúng không? À, chẳng những vậy đó, gần đây còn có một cái video clip mà up lên, trong đó thì Đàm Vĩnh Hưng phân trần phân bua rằng là anh không phải là đảng viên, anh là một ca sĩ bình thường, anh đi kiếm cơm này kia cái nọ thôi, mà tại sao cộng đồng hải ngoại lại phản đối rồi gay gắt gì đó với anh. À, thật sự thì cái đoạn video clip nó lâu rồi cả nhà. Cái lần trước á, lần trước mà Đàm Vĩnh Hưng đi biểu diễn ở nước ngoài rồi bị người ta phản đối cũng kịch liệt như vậy đó, cho nên anh này mới lên phân trần phân bua. À, và trong cái đợt này lại anh lại tiếp tục bị phản đối, thì cái đoạn video clip đó không biết là ai đó lại đào lên và up vào đúng cái thời điểm này. À, thế cho nên nhiều người bàn tán nói là Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục công kích hay là xỉa xối về nói về đảng viên của Việt Nam thế này thế kia. À, thì thật sự thì cái đoạn video clip đó lâu rồi, chúng ta chơi cái trò mà đào lại thì nó cũng không hay lắm, đúng không? Nó không có đúng với cái hoàn cảnh thực tế, bởi vì chắc có lẽ là sau cái lần đó thì Mr. Đàm bị người ta chỉ trích nhiều thì anh cũng phải rút kinh nghiệm chứ, không lẽ khi mà bị chỉ trích như vậy rồi tiếp tục lại dùng những cái ngôn từ như vậy và giải thích để kêu bằng thanh minh thanh nga với những cái người mà biểu tình ở nước ngoài sao, đúng không? Cho nên á, cái thông tin về Mr. Đàm dạo gần đây mình thấy nó loạn tùm lum hết trơn. Mà cái quan trọng mình quan tâm nhất á, đó là mong rằng mọi người hãy hiểu rằng cái câu chuyện Mr. Đàm bị biểu tình, bị phản đối ở hải ngoại là vì cái mục tiêu gì đó của những cái người đó thôi, chứ không dính dáng gì với lại câu chuyện của Sơn Nguyễn Phương Hằng. À, nói vậy cho nó dễ. À, rồi quay trở lại với cái vấn đề của anh chàng nghệ sĩ Hoài Linh. À, thật sự thì Hoài Linh dính dáng với câu chuyện của bà Hằng phải bắt đầu từ ông Võ Hoàng Yên, đúng không? À, rồi sau đó thì bị phanh phui về vấn đề từ thiện, mà cái quan trọng á là nó đã có. À, những cái gì mà bà Hằng nhắc về Hoài Linh liên quan đến vụ 14 tỷ là có thật. Tuy nhiên á, hôm nay thì cái cô Đinh Lan cổ tiếp tục lên trên mạng và cổ lại nói theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực mà đi ngược lại luôn. Cổ nói rằng là bà Hằng thuê Nhâm Hoàng Khang để hack cái tài khoản cá nhân của nghệ sĩ của Hoài Linh gì đó, cho nên phát hiện là Hoài Linh còn giam 14 tỷ trong tài khoản. Đâu ra vậy Linh Lan? Sao kỳ quá à? Cái cô này ngộ hết cả nhà. Ủa bà Hằng thuê Nhâm Hoàng Khang hack khi nào?
Trong khi cái vụ việc của Nhâm Hoàng Khang trước đây đưa ra xét xử thì bên cáo trạng rồi ta cũng có ghi rõ là Nhâm Hoàng Khang có hack tài khoản của Hoa Hạ rồi sau đó là cung cấp thông tin cho bà Hằng, nhưng mà người ta hoàn toàn không có nói là bà Hằng thuê thuê Nhâm Hoàng Khang hay là gì hết, là do anh này tự tự hack tài khoản người ta rồi cung cấp cho bà Hằng, chứ làm gì có cái chuyện mà bà Hằng thuê, đúng không? Bà Hằng thuê là anh, nếu mà Đinh Lan nói bà Hằng thuê thì cũng phải đưa ra cái chứng cứ gì chứ, chẳng lẽ những cái thông tin trên mạng nói là Nhâm Hoàng Khang cung cấp thông tin cho bà Hằng cái là nói là bà Hằng thuê sao? Nhờ cũng phải có chứng cứ. Nếu mà thuê thì phải có hợp đồng hoặc là có chuyển tiền, chứng cứ chuyển tiền đâu, đúng không? Hợp đồng đâu, bà Hằng yêu cầu như thế nào thì mới gọi là bà Hằng thuê chứ. Vậy mà cái cô này á gắn lên mình cái mác là bị hại rồi lại là muốn nói gì nói. Hôm trước á thì nói là bà Hằng thêm tội, thêm tội vu khống ông lãnh đạo nào đó, rồi bà Hằng chửi bới lãnh đạo nào đó, ông Phan Văn Mãi, ông Phan Viết Lượng gì đó, đúng không? Rồi đến hôm nay thì bà Hằng thêm tội là thuê người hack tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nếu mà thực sự có thì không lẽ Hoài Linh không làm cái chuyện đó, không thưa kiện? Trong khi cái cáo trạng bên phía Nhâm Hoàng Khang hôm đó người ta ghi rất rõ là anh chàng này xâm nhập vào tài khoản của nghệ sĩ Hoa Hạ gì đó, đúng không? Ở đâu có nhắc về cái chuyện mà ai thuê ai mướn hay là gì đâu. Và cô này lại tiếp tục thêm tội bà Hằng. Tội của người ta thì bà kê khai ra rất là hay, rất là nhanh, tưởng tượng ra rất là nhanh. Còn tội của cổ á là công kích chính quyền, công kích công an, rồi dấp tùm lum ở trên mà cổ không có biết, cái đó không biết tội, đúng không? Đây đây, cả nhà nghe lại chút xíu đi. Chút thôi, nghe nhiều nó mệt óc. Nói rõ hay cả nhà, nói là bà Hằng đã thuê Nhâm Hoàng Khang, quan trọng là cô đưa ra cái chứng cứ, đừng nói suông nha. Đinh Lan nói Đinh Lan cái gì cũng có chứng cứ ở trên, tại sao không cung cấp ra đi, cung cấp những cái đoạn tin nhắn nào được cho là bà Hằng thuê Nhâm Hoàng Khang á, đúng không? Đừng có nói cái vụ mà bà Hằng cho thưởng cho Nhâm Hoàng Khang cái 1 tỷ đồng cái nick vô thường nha, cái đó là tầm bậy à, đó là hoàn toàn sai trái, là bà Hằng treo thưởng, ai tìm được cái chủ nhân thật sự của tài khoản vô thường thì bà Hằng cho 1 tỷ, chứ không có cái chuyện mà bà Hằng thuê thuê mướn, nó khác hoàn toàn, chứ đâu có cái chuyện giống như nói khơi khơi trên mạng được cái nha, đúng không cái nha? Vậy mà cái cô Đinh Lan này cổ rất là lộng ngôn. Đây chúng ta nghe lại chỗ này nha. Rồi mẹ hay là ai đó, người thân nào của nghệ sĩ Quỳnh mất á, cho nên là vẫn chưa có đi giải ngân hết cái số tiền 14 tỷ kia, cho nên là khi mà như vậy. Cái chỗ này là Đinh Lan không có nắm rõ thời cuộc à, đúng không? Hôm đó đó là khi mà công bố lên là Hoài Linh vẫn còn giữ số tiền đó, khi mà bà Hằng la làng lên á thì Hoài Linh mới thừa nhận là còn. Sau khi mà bà Hằng la lên thì mới có người nhắn tin hỏi Hoài Linh là số tiền đó giờ sao đó, thì cuối cùng Hoài Linh mới thừa nhận là còn, chứ không phải là phát hiện cái đoạn thoại thoại trước. Đúng không Đinh Lan à, không có nắm rõ thời cuộc rồi mà lên phán như đúng rồi vậy đó. Bắt đầu bà Hằng bà lên trên mạng bà ấy mới bù lo ra, thì 2 ngày sau thấy là Hoài Linh là một người nghệ sĩ thôi, họ cứ nghĩ một cách đơn giản, bây giờ cái số tiền này là người ủng hộ tiền coi như sau lũ là ok để dành. Thôi bà ơi, bà có nghe cái lời kêu gọi của Hoài Linh chưa? Giờ này muốn tẩy trắng là sao lũ. Trời ơi, vậy là coi như là cô này cũng không biết gì đó. Cậu chỉ làm sao mà quy chụp, làm sao mà kết tội cho bà Hằng thôi, chứ quả không có biết cái sự thật là như thế nào luôn đó nha, đúng không? Bây giờ lại nói là Hoài Linh kêu gọi sao lũ. Trời ơi, cái đó. Trong đó có một cái câu Hoài Linh nói là cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Cái này thì chú Lê Văn Tòa nói rất rõ rồi, mình không có bàn luận lại làm gì nó mất thời gian lắm. Nhưng mà ở đây á chúng ta thấy rằng cái cô Đinh Lan này cổ dường như bà thù hận gì đó bà Hằng quá nhiều, cho nên bà bị mất lý trí, không chịu suy nghĩ, không chịu xem xét lại tất cả những cái tình tiết của người ta như thế nào, rồi bắt đầu là lại bình luận, lại nói là tất cả tội trạng đều cho bà Hằng hết. Nhưng mà cái quan trọng nè, cái quan trọng là cô có thừa nhận rằng anh chàng nghệ sĩ Hoài Linh đã để cái số tiền đó quá hạn hay không, để số tiền đó hơn 6 tháng hay không, có như những gì bà Hằng nói hay không, đúng không? Cái quan trọng là chỗ đó. Nhưng mà hôm nay lại muốn tẩy trắng thì cũng thua luôn. Rồi bắt đầu cô nói là do nghệ sĩ Chí Tài mất này kia kia nọ thì làm cho Hoài Linh là giải ngân chậm. Cái chuyện đó là thôi, người trong cuộc người ta đã lên tiếng rồi, không có lý do gì
hay là những cái lời nói của Đinh Lan bây giờ nó không có giá trị nữa. Quan trọng là cộng đồng người ta đã thấy, Hoài Linh đã lên tiếng, Hoài Linh đã thừa nhận tất cả rồi, cô không thể tẩy trắng được đâu. À, đừng có kêu réo tên để Hoài Linh để rồi nói là cái những cái đó là khách quan thì cái nọ, đó là quan trọng á, là cộng đồng người ta đã thấy, người ta đã phát hiện hết rồi, đúng không? Và quan trọng hơn hết nữa là cô Hữu không liên quan gì với lại nghệ sĩ Hoài Linh trơn á. Cái chuyện Hoài Linh làm người Hoài Linh biết, và khán giả người ta biết, người ta đánh giá rồi, đúng không? Hôm nay thì lại tiếp tục là công kích bà Hằng vì nghệ sĩ Hoài Linh á. Trời ơi, có câu chuyện này thôi rồi à. Nhưng mà mình thấy cái câu này á, dường như là cổ đang rất là kêu bằng lún sâu rồi cả nhà, lún sâu vào một cái sự thù hằn nào đó, thù hằn cá nhân của bà Hằng. Có thể là vì Đinh Lan phát ngôn nhiều cái vấn đề nó chưa đúng sự thật cho nên bị một số anh em công kích á, rồi đâm ra là cái cô này cổ khoét sâu thêm cái thù hằn đối với bà Hằng. À, ai mà phản biện cổ nói về vấn đề bà Hằng là bà cái cô này lại càng ghét cái show Nguyễn Phương Hằng. Cho nên á, hầu như những cái lập luận gì đưa ra thì cổ phải dí làm sao cho show Nguyễn Phương Hằng phải có tội nhiều thêm. Trong khi cái việc mà show Nguyễn Phương Hằng mà có thuê Nhâm Hoàng Khang hay không á, thì cái việc đó cái người trong cuộc á, người ta sẽ biết. Cái người trong cuộc chẳng hạn như Hoài Linh đây, nếu mà bị hack tài khoản thì Hoài Linh sẽ làm đơn thưa riêng vì cái chuyện đó, chứ không có cái chuyện mà Hoài Linh chỉ thưa về cái vấn đề là xúc phạm là sỉ nhục thôi, đúng không? Cái chuyện đó là cơ bản nhất, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất. Nhưng mà cô Đinh Lan này cổ quên đi, cố tình quên đi cái chuyện đó, đúng không? Cho nên thôi thì nói gì nói dài nói dai cũng thành ra nói dở cả nhà. Bởi vì cái những cái chuyện Hoài Linh, chuyện Đàm Vĩnh Hưng thì nó quá rõ ràng rồi. Mặc dù cô Đinh Lan này cũng cố tình muốn tẩy trắng, nhưng mà cái chuyện cái con đường đi lại trở lại nghệ thuật của Hoài Linh á, là do người ta chọn và người ta biết cách phải làm gì, cô không cần thiết phải tẩy trắng đâu ha. Và khán giả người ta cũng đã có một cái nhìn nhận riêng của người ta rồi, nói nhiều làm gì cho nó mệt ha. Hy vọng rằng Đinh Lan bớt định tội bà Hằng đi, bởi vì những cái điều mà cô Đinh Lan này kết tội bà Hằng á, là nó thiếu căn cứ, nó vô căn cứ, thậm chí là cô càng nói lại có thể là ảnh hưởng đến bản thân này. Nếu sau này mà bên phía show Nguyễn Phương Hằng, bên phía gia đình á, xem xét lại, người ta sẽ tổng hợp lại tất cả, người ta phản tố là mệt, không phải cô được cái mác bị hại là cô được quyền làm những chuyện đó đâu ha. Từ từ đi, những chuyện đó thì hạ hầu phân giải ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.